từ giờ học một chiều ngột ngạt. Visang Education bắt đầu triển khai nền tảng mới cho giáo dục tiếng Hàn. Tạo nên giờ học có thể tương tác từ hai chiều. Giải pháp học tiếng Hàn mới chưa từng có, Class. Korean Language Smart Solution, Class. 네, 봄 다음에는 여름이 와요. 네, 이번 여름 한국 굉장히 좋겠습니다. Class là chương trình học mà cả học sinh và giáo viên đều có thể tham gia trong cùng một không gian. Giáo viên sử dụng bảng điện tử, học sinh sử dụng máy tính bảng để tập đọc, nghe, viết và nói tiếng Hàn. Có thể giải bài tập và kiểm tra ngay đáp án. 네, 게임 해볼게요. 저희 이번에도 팀이 바뀌어요. Ngoài ra, trò chơi giữa các đội làm tăng thêm sự gắn kết giữa các học sinh. Nhờ đó, việc học tiếng Hàn trở nên hứng thú và gần gũi hơn. Toàn bộ nội dung giáo trình được truyền tải qua các đoạn phim. Học sinh có thể nghe đoạn hội thoại sống động, tập nói theo và tập trung hơn vào giờ học. Không chỉ có thể nắm bắt tiếng Hàn một cách sinh động, chân thực, mà qua những đoạn video lấy bối cảnh là những địa danh nổi tiếng như Gyeongbokgung, Deoksu-gung, Myeongdong, Namsan, học sinh có thể đến gần hơn với văn hóa Hàn Quốc. 여기가 경복궁이에요. 저는 여기에 처음 왔어요. 이 문은 광화문이에요. 경복궁의 문이에요. Tùy theo trình độ của học sinh, giáo trình tiếng Hàn Visang bao gồm 6 cuốn, 2 sơ cấp, 2 trung cấp và 2 cao cấp, cung cấp kiến thức từ nguyên âm, phụ âm cơ bản, từ vựng, ngữ pháp, nói, đọc, đánh giá, cho tới ôn tập, mang đến nội dung học tập hợp lý theo từng phần. Giờ học trên lớp dựa trên giáo trình tiếng Hàn Visang, kết hợp với giờ học kỹ thuật số, tạo nên hệ thống học tập hỗn hợp Blended Learning. Class thỏa mãn nhu cầu của cả giáo viên, học sinh và nhà quản lý, đưa ra hướng đi mới cho giáo dục tiếng Hàn. Class khởi đầu phương thức giáo dục tiếng Hàn mới. Visang Education.